Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, ai cũng có tuổi, nhưng mà đến một cái tuổi nào đấy, người ta cảm thấy là hạnh phúc và tuyệt vời. Và ngày hôm nay chính là ngày lần thứ 60 của anh Võ Văn Long. Xin chúc mừng! Chúc mừng! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Đấy là giây phút chúc mừng sinh nhật anh Võ Văn Long của gia đình trên tưởng tượng Pension ở thủ đô Budapest, Hungary. Nhà hàng Robinson, gia đình và bạn bè, những người bạn thân thiết đã tổ chức buổi sinh nhật lần thứ 60 cho anh Võ Văn Long, Tổng giám đốc Tập đoàn Thăng Long tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang chất gia đình. Vâng ạ, đã tặng một cái lãng hoa hết sức tuyệt vời. Có lẽ đây là cái lãng hoa mà to nhất trong cuộc đời của anh Long trong 60 năm qua được nhận ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Lời ca và tiếng hát nữa nhé. Cái này là em mừng riêng anh chị. Ôi trời ơi. Một bó hoa rất đặc biệt. Ôi cha. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị các bạn, và đây là cái lãng hoa hoàn toàn bằng những cái trái quả dâu đất, mà dâu đất của Hungary là ngọt nhất trên thế giới. Rồi. Vâng ạ, đây là con trai và bạn gái của con trai, con trai thứ. Vâng ạ, con trai Quốc Anh. Và đây là gia đình con gái Hà Minh và con rể, cùng với lại các cháu của anh chị Đào Long. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, và hôm nay gia đình nhà anh Võ Văn Long, chị Phan Linh Đào có được mặt đầy đủ tất cả mọi người ở đây. Thưa quý vị các bạn, anh Võ Văn Long vô cùng xúc động khi sinh nhật lần thứ 60 của mình lại được các bạn bè ở Hungary đứng ra tổ chức. Đã có mặt đông đủ hôm nay. Tôi thiệt nghĩ trong cuộc sống nó rất vui và tự hào, những cái gì chúng ta làm được là đột nhiên, bất ngờ, thì cái đó là nó sẽ nhớ mãi. Ví dụ như tôi có một lần là sang group tổ chức cho tôi là sinh nhật ở trên Sapa, cái đó cũng không ai nghĩ. Nhưng hôm nay có Long đi cùng. Và hôm nay có đây thì chắc chắn rất nhiều người bạn bè ở Đức hỏi tại sao mà hôm nay tổ chức ở đây. Thì việc của tất cả những người rất quan trọng trong gia đình, bạn bè ở Hungary thì cũng là đủ để sưởi ấm cho Long và cũng thúc đẩy cho cái động lực để rồi công tác tốt, và chúng ta cũng xây dựng được một cái mối quan hệ giữa Hungary và Việt và Đức hàng càng gần đảm bảo hơn. Đặc biệt cũng rất cảm ơn là bên chỗ anh Dương, bên chỗ anh Thủy và mọi người ở Hungary là có một sự giúp đỡ cho cộng đồng đây, đặc biệt là nhiệm kỳ của đại sứ là thành công, và đó là nó không phải do riêng Hungary mà cũng sự tự hào cho cộng đồng người Đức được thể hiện ra. Tôi chúc chúng ta có một buổi tối rất vui vẻ và chúc mừng anh Võ Văn Long sinh nhật tuổi 60. Cô Thảo với anh Dương thì thứ nhất là chúng tôi cũng thay mặt cho đội Hungary rất là cảm ơn anh Võ Văn Long và gia đình đã chọn địa điểm Hungary để tổ chức một sự kiện gặp gỡ ấm cúng. Thì đối với chúng tôi, đối với anh Long với chị Đào ấy, thì chúng tôi đã quen nhau cũng vài chục năm nay, chơi với nhau đến mãi bây giờ. Thì chúng tôi cũng đón tiếp anh Long rất nhiều lần ở Hungary, và anh Long và chị Đào cũng đón tiếp chúng tôi cũng nhiều lần ở Đức. Mọi
Có thể nói rằng là hôm nay một ngày rất là đặc biệt, rất là vui. Và đối với Thảo là có thể nói rằng được gặp, được đón các anh chị từ nước sang đã là một cái điều rất là vui rồi. Nhưng mà điều vui hơn hôm nay nữa, niềm vui lại tăng lên gấp bội là được đón sinh nhật của anh Long ngay tại cái coi như khuôn viên cũng rất là gần từ đây ra sứ quán ngoài đây chỉ một chút thôi. Đấy, rất là gần. Long quên quê tuổi đời, nhưng ngày tháng cứ trôi. Hôm nay bạn bè tới mới hay sinh nhật mình. Long đã 60 sao lại nhanh thế nhỉ? Chẳng khi nào Long nghĩ đã quá nửa đời người. Trái tim thương đầy trong nỗi nhớ, bao dự án đang chờ, yêu vẫn còn gian vở. Sao mà đã 60. Kính thưa anh Long, cái bút stacking thôi thôi. Thưa chị Thảo, thưa tất cả các anh chị, thì với đại sứ quán tổ chức cái sự kiện quảng bá nét văn hóa, quảng bá cái văn hóa của Việt Nam tại Hungary vào nhằm cái ngày sinh nhật của Bác Hồ, thì chúng tôi thấy là mình là người Việt Nam, cứ bất kể không phải ở Đức, không phải hoặc là ở Hungary, hoặc là ở Việt Nam, hoặc là ở tất cả trên thế giới, thì mình rất tự hào mình là người Việt Nam, và cái văn hóa của Việt Nam được quảng bá ra ở nước ngoài thì mình phải có ủng hộ cái việc đó. Tôi xin đại diện cho công ty Thăng Long, tập thể cán bộ công nhân viên công ty Thăng Long xin hôm nay xin ủng hộ 1.000 euro. Xin chúc mừng. Rồi đồng thời có một việc này nữa, nhân dịp cái sinh nhật của anh Long thì chúng tôi có tổ chức một cặp đôi nhỏ nhỏ, ở trong đó gồm anh Long, anh Dương, anh Thủy, anh Hà, anh Thắng, anh Nguyên và tôi, thì chúng tôi cũng có quyên góp được một con rùa nhỏ nhỏ 350 euro. Thì anh em dự định đó là sẽ tặng sinh nhật của anh Long, nhưng mà anh Long bảo không, cái này anh em mình sẽ bỏ vào cái quỹ. Ngay lập tức, anh Trương Đình thay mặt cho tập đoàn Thăng Long đã trao cho đại diện của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary 1.350 euro là quỹ ủng hộ tổ chức Ngày Văn hóa năm 2023. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn đang lắng nghe thưởng thức và tiếng hát Quảng Bình quê ta ơi ở thành phố Budapest, thủ đô của Cộng hòa Hungary. Điều đấy đã làm cho anh Võ Văn Long vô cùng xúc động, anh đã đứng dậy cùng với lại ca sĩ thể hiện ngay ca khúc mà về quê hương mình. Ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác. Ở cái thời kỳ mà anh Võ Văn Long lúc đấy còn trẻ tuổi, còn ở quê hương. Thời kỳ mà nhà tan, sách vùi, bùn cát, nhọc nhằn, cồn, cát, trang trang. Rồi anh Võ Văn Long ra đi, đầu trần, chân đất, bước trải trên trời Âu. Tay không gieo trồng trên tuyết trắng, lập nên cơ nghiệp tập đoàn Thăng Long. Đoàn Thăng Long hiện nay có mặt ở nhiều nơi, nhưng đối với anh Võ Văn Long, không quên miền quê nghèo. Nghe từng cơn mưa lũ trong lòng khi cơn bão tràn qua, nhanh nhanh trở về quê mẹ, mang tiền cùng với thuốc men đến từng nhà dân thăm hỏi, áo lành đủ lá rách hơn. Đầy mâm xanh tươi, Quảng Bình quê ta ơi.
sinh nhật Võ Văn Long. Người ơi người ở đường về thì có lẽ là anh Long và lại cũng cắm trại này thôi. Giữa trời âu tiết rơi, tôi nghe lời quan họ như được về xứ sở hội linh quê hương mình. Kìa chiếc nón quay thao, ôi cái dài yếm đào, vạt áo em nâu thắm, lòng tôi cứ xôn xao. Đừng trách mẹ may áo, qua cầu gió thổi bay, trong lời em ngân hát, đất trời cũng đắm say. Thưa quý vị và các bạn, bài hát Người ơi người ở đường về, một làn điệu quan họ Bắc Ninh do chị em người Việt ở Hungary thể hiện, đã kết thúc chương trình chúc mừng sinh nhật anh Võ Văn Long tuổi 60 ở thủ đô Budapest. Kính chúc anh Võ Văn Long dồi dào sức khỏe, trẻ trung, thành công hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại.